qua một kỳ kế toán thì chúng ta đã thực hiện cái việc cập nhật cả cái chứng từ kinh tế phát sinh uh, cũng như là báo cáo thuế rồi là uh, các bạn uh, tính khấu hao tài sản cố định phân bổ công cụ dụng cụ thì chúng ta việc của chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ phải kết chuyển các cái số liệu kế toán để lên báo cáo tài chính uh, ở đây chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể uh, À, khai báo các cái bút toán để kết chuyển tự động à, chương trình sẽ thực hiện tự động các bút toán nhưng mà dựa trên những cái cách mà chúng ta khai báo các cái tài khoản kết chuyển chúng ta vào mục khai báo vào mục tài khoản chúng ta vào tài khoản kết chuyển tự động trước khi chúng tôi nói đến cái vấn đề tài khoản kết chuyển thì các bạn lưu ý là à, trong cái hệ thống tài khoản là chúng ta phải lưu ý cái phần ví dụ tài khoản 154 là cái tài khoản tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dễ giang ở đây là cái tài khoản 154 chúng tôi đã mở ra cho các bạn là hai hình thức uh, kinh doanh uh, sản xuất ở đây là một cái doanh nghiệp vừa vừa thi công công trình lại vừa là sản xuất các cái sản phẩm như vậy đối với chúng ta thì cái việc tương ứng của nó phải là tài khoản 621 cũng có tài khoản 6211 và 6212 ở đây chúng ta sẽ kiểm tra cái tài khoản 6211 và 6212. À như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là chỉ mới thấy có một cái tài khoản này. Có nghĩa là trong quá trình làm trước khi bắt đầu cho một cái doanh nghiệp sử dụng phần mềm thì chúng ta tổ chức cái hệ thống tài khoản sao cho hợp lý. Ở đây chúng tôi ví dụ thêm cho các bạn là cái tài khoản 6212 à sản xuất sản phẩm. À, như vậy là các bạn chọn lưu lại thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có hai cái tài khoản nó tách ra cho hai lĩnh vực kinh doanh chúng ta vào tiếp khai báo vào tài khoản hệ thống tài khoản kết chuyển chúng ta nhìn thấy là gần như tất cả các cái tài khoản chúng tôi đã khai báo sẵn ở đây cho một cái doanh nghiệp là gần như là đầy đủ rồi thế nhưng mà ở đây ấy, thì chúng ta nhìn thấy là cái tài cái bút toán kết chuyển đầu tiên nó phần cái chuyển chi phí thì các bạn nhìn thấy là tài khoản 6211 về tài khoản 1541 Và chúng ta sẽ còn phải khai báo thêm cái tài khoản là 6211 về đến 6212 về đến 1542 là dùng cho sản xuất sản phẩm Ở đây chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy là đã có cái mã cái chuyển từ tài khoản nào đến tài khoản nào bút toán cái chuyển là bên cái chuyển là từ nợ bên nợ và cái chuyển là hình thức cái chuyển chi phí ở đây chúng tôi giải thích cho các bạn là cái kết chuyển chi phí ở cái chuyển lãi lỗ là cái kết chuyển mà cái cái chuyển chi phí là cái chuyển các cái tài khoản từ đầu uh, 6 như là 6 6 21 6 63 6 7 về đến tài khoản 154 gọi là cái chuyển chi phí À, chúng ta xác định cái kết chuyển lãi lỗ là cái kết chuyển mà nó được kết chuyển cho các cái tài khoản không còn số dư cuối kỳ là như tài khoản từ 511 lên đến 911, sau đây kết chuyển về 4212 à, ở đây chúng ta sẽ khai báo thêm một cái bút toán để kết chuyển cái phần à, à, chi phí sản xuất kinh doanh à, dở dang cho sản phẩm À, từ à, ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta ghi là 1542 này. Ở đây cái thứ tự là chúng ta có thể đặt lại là số 1 này. À, từ tài khoản 6212 về đến 1542. Các bạn để nguyên các thông tin khác, chúng ta chọn lưu. Các bạn nhìn thấy là ở đây có thêm một cái bút toán nữa là bút toán kết chuyển à 6212 về 1542. Ở đây chúng ta chọn bút toán kết chuyển lãi lỗ này. À, nó là cái chuyển chi phí ta ghi nội dung là à, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản xuất sản phẩm chúng ta chọn lưu à, như vậy là các bạn nhìn thấy là đã à, có cái thứ tự sắp xếp à, theo thứ tự tăng dần À, mặc nhiên là chúng ta có thể thay đổi các cái thứ tự này bằng cách là chúng ta à, tổ chức từ ban đầu Thường thì chúng tôi khai báo sẵn cái này Nhưng mà khi các bạn làm thì đối với cái, các cái doanh nghiệp về phức tạp về vấn đề à, hoạt động sản xuất kinh doanh Thì chúng tôi sẽ là người mà tư vấn cho các bạn để làm sao các bạn có thể à, thực hiện các cái bút toán kết chuyển nó chính xác theo đúng cái mô hình mà các bạn à, làm À, như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể tổ chức à, được cái à, bút toán kết chuyển tự động à, để sau này khi chúng ta tổng hợp báo cáo tài chính thì chúng ta chỉ cần vào à, chạy à, cái chức năng kết chuyển tạo ra cái chứng từ kết chuyển mà chương trình sẽ tự động lấy cái số liệu ra cho các bạn mà, mà các bạn không cần phải bận tâm đến cái vấn đề là số số liệu nó là bao nhiêu